Mới đây, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành về việc triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan đảng, quốc hội, các bộ ngành địa phương, các đại sứ và trưởng phái đoàn đại diện các nước EU, cũng như các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tiêu biểu của cả Việt Nam và EU. Để đảm bảo thực hiện hiệp định được đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch thực thi hiệp định của Chính phủ với 5 nhóm nội dung lớn gồm: 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU. 2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế. 3. Các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực. 4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp. 5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mỗi nhóm công việc này được xây dựng với những nội dung, hành động chi tiết được phân công cho từng bộ, ngành với thời gian triển khai cụ thể. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành và địa phương cũng đã trình bày về sự chuẩn bị của bộ, ngành, địa phương mình đối với thực thi Hiệp định EVFTA. Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương cần chủ động và tích cực hành động hơn nữa trong việc triển khai kế hoạch thực thi EVFTA, tăng cường cơ chế phối hợp, bảo đảm sự thống nhất trong quá trình áp dụng và triển khai các cam kết theo hiệp định, chú trọng khâu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền và ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, nội luật hóa các cam kết, hướng dẫn thực thi hiệp định EVFTA. Đối với các hiệp hội, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy quản lý và kinh doanh, chú ý hơn đến việc đảm bảo các nghĩa vụ xã hội, tiêu chuẩn lao động và các nguyên tắc bảo vệ môi trường. Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ sẽ làm vai trò kiến tạo phát triển, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, định hướng, khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực hành động để có thể nắm bắt được các cơ hội mà hiệp định EVFTA mang lại.